Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop mình quay clip để giới thiệu với tất cả các bạn về những cái dòng mỹ phẩm chuyên trị nám, tần nhang, dưỡng trắng da mà shop mình đang phân phối nhé. Hiện tại thì shop mình là tổng đại lý và chuyên phân phối sỉ lẻ trên toàn quốc tất cả các dòng mỹ phẩm trị nám da, trị tần nhang. Trong đó sản phẩm chính mà mình phân phối đó là Hoàng Cung và Kazuko các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn phân phối một số dòng sản phẩm khác của Hàn Quốc và một số dòng sản phẩm của Việt Nam chuyên về trị nám trắng da làm đẹp cho chị em phụ nữ, trong đó có kem tân mỡ, kem trị mụn và rất là nhiều các loại mặt nạ nhé. Hơn nữa là bên đó mình còn phân phối những cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho phụ chị em phụ nữ về cái bệnh phụ khoa, bệnh kinh nguyệt và cho cánh mày râu về cái bệnh yếu sinh lý cũng như là hiếm muộn con cái đối với các cặp vợ chồng nhé. Ở video này thì mình không thể giới thiệu hết tất cả các cái dòng sản phẩm mà mình phân phối được, và hôm nay mình chỉ dành thời gian để chia sẻ cho các bạn về cái dòng mỹ phẩm Kazuko và mỹ phẩm Hoàng Cung mà bên shop mình đang phân phối thôi. Hiện tại thì dòng mỹ phẩm Hoàng Cung có rất là nhiều những cái mẫu mã, rất là nhiều những loại, nhưng ở Việt Nam chị em ưa chuộng nhất vẫn là ba dòng, đó là mỹ phẩm màu hồng, mỹ phẩm màu xanh và mỹ phẩm màu cam, giống như mình đang trưng bày ở đằng sau đây ạ. Có rất là nhiều chị em không biết đến rằng là dòng mỹ phẩm Hoàng Cung nó lại có nhiều như vậy, mà những chị em nào xài bộ màu hồng là đến khi nói là còn bộ màu cam, bộ màu xanh nữa thì các chị mới biết, chứ các chị thực ra là các chị không có biết, bởi vì bạn của các chị xài bộ màu hồng đẹp thì các chị thấy giới thiệu thì các chị mua bộ màu hồng thôi. Nên là em quay clip này để giới thiệu với các chị về công dụng cũng như là những cái bộ này nó phù hợp với những cái làn da như thế nào để các chị có sự lựa chọn phù hợp. Chứ không phải là bạn của các chị xài bộ màu hồng thì các chị cũng xài bộ màu hồng. Như vậy là nhiều khi nó sẽ không mang lại cái hiệu quả cao nhất cho các chị nhé. Đây trên tay em là đang là cầm bộ màu xanh đây. Bộ màu xanh này thì em khỏi nói về cái hình thức bên ngoài nhé. Khi mà quay chi tiết về sản phẩm thì em sẽ quay ở video khác, các chị tìm hiểu ở video trên kênh của em nhé. Bây giờ em chỉ nói về chung chung về tất cả các loại, bởi vì không có thời gian nhiều, nói nhiều thì các chị cũng không có thời gian xem đúng không ạ. Cái bộ màu xanh này thì cũng gồm có 5 sản phẩm. Tất cả 3 bộ màu xanh, màu cam, màu hồng đều gồm 5 sản phẩm như thế này. Serum này, sữa rửa mặt này, kem chống nắng, kem ngày, kem đêm, và để theo thứ tự như thế này luôn. Mỗi một bộ sản phẩm sẽ có một cái test thử như thế này. Và riêng cái bộ màu màu xanh này thì đợt này công ty có tặng thêm một cái mặt nạ như thế này nữa các chị nhé. Và đây là cái bộ màu hồng. Bộ màu hồng cũng vậy. Em sẽ mở bên trong cho các chị thấy nhé. Nó cũng tương tự như bộ màu xanh. Được chưa nào? Serum này, sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem ngày, kem đêm này cũng có một cái test thử như thế này và tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Còn đây là bộ màu cam. Bộ màu cam là cái bộ da mới nhất, cải tiến nhất, cải tiến hơn so với hai bộ kia. Đây bộ màu cam đây ạ. Riêng cái bộ màu cam thì cái test thử nó chỉ có hai thôi các anh chị nhé, chỉ có hai thôi, là gồm kem ngày và kem đêm thôi. Nên nhiều chị em gửi hàng là các chị bảo là sao lại gửi thiếu cho chị, là không phải, bởi vì công ty họ sản xuất như thế này, tất cả đều như thế này, các chị mua ở đâu cũng vậy thôi nhé, không phải em gửi thiếu đâu. Nếu mà nhiều khi mà em quên lưu bu đơn hàng nhiều quá, em quên em gửi thiếu thì chắc chắn là đơn sau em sẽ bù, các chị yên tâm đi. Bộ màu cam cũng gồm 5 sản phẩm: serum, sữa rửa mặt, chống nắng, kem ngày và kem đêm. Nhưng mà cái kem chống nắng của bộ màu cam nó cải tiến hơn rất nhiều so với cái bộ màu hồng và cái bộ màu xanh. Tại vì sao? Kem chống nắng của bộ màu cam này nó ở dạng lỏng các anh chị ạ. Nó ở dạng lỏng nhé. Rất thích hợp cho những bạn mà có làn da khô, hoặc là mùa hè này những bạn nào mà da làn da mà bị da nhiều mồ hôi, đổ nhiều mồ hôi thì các bạn xài bộ màu cam là rất là thích hợp. Nó ở dạng lỏng nên là các anh chị rất là dễ thoa lên da mặt và cũng dễ rửa nữa. Bây giờ em sẽ cho các anh chị xem về cái chất kem, chủ yếu là cái chất kem đêm nhé. Tất cả các dòng sản phẩm thì hầu như là các anh chị nhận biết ở cái chất kem đêm là chủ yếu, là các anh chị sẽ thấy được thế nào là chất kem chuẩn và thế nào là chất kem không chuẩn. Nó thể hiện ngay ở cái chất kem đêm. Và em sẽ cho các anh chị xem về cái chất kem đêm của tất cả các bộ sản phẩm luôn. Đây là chất kem đêm của bộ Hoàng Cung màu cam. Đó. Màu vàng cam giống như màu hoa cúc vạn thọ đấy.
Trong đây nó có thành phần hoa cúc vạn thọ các anh chị nhé, hoa cúc vạn thọ, nhân sâm, rất rất là nhiều các cái dòng thảo dược quý khác mà người ta đã nghiên cứu và bào chế để cho vào cái bộ sản phẩm này. Chất kem đêm của bọ màu cam, nếu mà các anh chị mở ra mà nó không có màu như thế này mà nó màu trắng nhợt hoặc là nó màu xỉn xỉn thì đó không phải là chất kem chuẩn đâu nhé. À, em cho coi này, chất kem chuẩn là nó phải dính dính này. Em hiện tại em không xài bọ màu cam mà em xài bọ màu hồng cơ, mà em quét cho các anh chị thấy nó phải dính. Các anh chị quét vào tay là thấy nó dính chưa nào, nó không bị rớt, nó không bị trôi nhé. Đó là chất kem thật và cái mùi thơm rất là dễ chịu, rất là tuyệt vời. Có mùi hơi hắc hắc, mùi thơm dịu và hơi hắc hắc của thảo dược, chứ không phải là nó thơm sặc sụa mà thơm hắc mà có mùi như như là nước hoa hay là như như xà phòng, là không phải đâu nhé. Đây, bây giờ đến cái bộ màu hồng đây, em sẽ mở cái chất kem đêm cho các anh chị thấy nhé. Đây là cái bộ này là em đang xài, em xài bộ màu hồng bởi vì da em rất là khô. Những bộ màu hồng này phù hợp cho những chị em có làn da khô. Chất kem đêm của bộ màu hồng này các anh chị thấy chưa, màu vàng sánh đó, sánh mịn sền sệt, khi mà thoa lên da là thoa đến đâu nó thấm đến đấy và nó cũng dính dính như cái bộ màu cam kia. Thoa lên da là thoa đến đâu nó dính đến đấy nhé, và nó thấm ngay, thẩm thấu ngay vào da đến đấy. Vào buổi sáng dậy là các chị rửa mặt và thấy da mặt mình nó trơn láng, nó trơn và nó mịn cực kỳ luôn. Cái bộ này là em đang xài, em đến thích xài bộ màu hồng bởi vì da rất là khô. Da khô bởi vì vì sao mà các chị lại phù hợp với cái bộ màu hồng, vì bộ màu hồng kem chống nắng của nó dạng nén này. Đây là hộp mới nguyên này, cái hộp mà em đang xài dở, lấy hộp xài dở cho các anh chị thấy này. Cái kem chống nắng của bộ màu hồng này là nó có dạng là đặc nén, và đây cái kem chống nắng đang xài dở đây có dạng đặc nén, có rất là nhiều thành phần tinh dầu trong đây các anh chị nhé. Khi mà các chị bôi lên mặt sẽ làm cho da vừa chống nắng vừa trang điểm, chống lại các cái tia tử ngoại, tia UVA, UVB, chống lại được hết và nó không làm cho da mình khô nữa. Nên là bộ này không thích hợp cho những chị em có làn da da dầu đâu. Các chị có làn da dầu là phải xài bộ màu cam nhé, nhưng không phải là bạn mình xài hồng là mình cũng xài hồng. Bây giờ em sẽ cho xem cái chất kem của bộ màu xanh, chất kem đêm của bộ màu xanh ạ. Chất kem đêm của màu xanh đây, các chị thấy chưa, em mở ra cái là nó dẻo sệt này, nó dính này đó, nó dính quyện dẻo nhưng mà nó không bị chảy đâu nhá. Đấy, nó không bị chảy, nó không bị nhão mà cũng không bị vón cục, và cái màu vàng rất là dễ chịu đó, các anh chị thấy chưa. Chất kem chuẩn là nó phải màu như thế này thì nó mới là chuẩn, mùi thơm cũng rất là dễ chịu, thơm thơm hắc hắc mùi thảo dược ấy. Nó không giống cái mùi của bộ bộ cam với bộ bộ hồng đâu, nó cũng hắc nhưng mà nó hắc cái kiểu khác, bởi vì mỗi một bộ là người ta sẽ có một cái bào chế từ nguyên liệu thảo dược với những thành phần khác nhau nên nó phải có mùi khác nhau một xíu, chứ không phải ba bộ đều có mùi giống nhau đâu. Đó là về bộ về hoàng cung. À, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái sản phẩm Kazako mà bên shop em đang phân phối này. Kazako hiện tại thì shop em phân phối 4 mẫu nha, 4 mẫu, nhưng hiện tại là cái mẫu màu trắng của em là em đã bán hết rồi. Hiện tại ở đây em chỉ có 3 mẫu, 3 mẫu là bộ Calico xanh 5 này. Calico xanh 5 các anh chị thấy chưa nào. Cái này là em bóc rồi, em bóc cái vỏ rồi. Em bóc cái vỏ em để đâu rồi, ở ngoài vỏ nó có tem chống hàng giả nha. Đây, gồm 5 sản phẩm, cũng gồm có sữa rửa mặt, serum, kem chống nắng, kem ngày và kem đêm. Đó, tương tự như 5 sản phẩm của ba bộ hoàng cung kia. Đó, bây giờ em sẽ mở cái chất kem đêm ra cho các anh chị thấy này, cho chị em ta thấy nhá. Đây, đây là chất kem đêm của bộ xanh 5. Các chị thấy chưa? Màu vàng nhạt mà nhìn nhìn nó dẻo dẻo bóng bóng như 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 là giống như kiểu là kem lăng á. Đó, các anh chị nhìn có tưởng tượng giống như là cái lớp kem lăng ở bên trên mặt đấy, nhưng mà đây là màu nó nhạt hơn. Còn cái kem mà không chuẩn là các anh chị mở ra nó sẽ có cái màu màu vàng sậm, màu vàng của nghệ mà mình để khô khô tái tái á.
nó sẽ xỉn xỉn màu một xíu, hoặc là nó sẽ trắng chợt chứ nó không phải màu như thế này. Và cái mùi thơm của nó thì không phải như thế này, cái mùi thơm của nó rất là hắc và thậm chí là nó rất là kinh khủng, không có thơm như thế này. Bộ màu xanh Kazuko xanh này thì chuyên dành cho những chị em nào mà có làn da khô là các chị xài bộ Kazuko màu xanh cho em nhé. Còn những chị em nào mà cũng mà có làn da nhăn nheo chảy xệ, rám nắng nhăn nheo chảy xệ, thâm nám nhiều thì các anh chị là xài, các chị nên xài cái bộ Kazuko 6 này cho em. Tất cả các cái bộ mỹ phẩm đây đều có tác dụng trị nám da, trị tàn nhang, dưỡng trắng da và trị thâm nám, trị mụn nha các chị nhé. Nhưng mà dành cho tùy từng loại da khác nhau. Chị nào mà có làn da nhăn, muốn chống nhăn da, muốn nâng cơ da mặt, các chị xài bộ 6 trắng này cho em. Bởi vì bộ 6 trắng này nó có thành phần là gen chống nhăn ở đây. Đây là thành phần gen chống nhăn. Đây là sữa, đây là serum này, đây là sữa rửa mặt, đây là kem chống nắng, kem ngày, kem đêm. Còn đây là gen chống nhăn, các chị thoa lên mặt của các chị vào buổi tối, nhất là cái vùng khóe mắt đây này, là sẽ chống nhăn da cho các chị. Đấy, chị em phụ nữ chúng ta 30 tuổi trở đi là bắt đầu là cái vùng khóe mắt này nó hiện cái nốt chân chim này. Ừ. Là các chị thoa cái gen chống nắng này nó sẽ giúp nâng cơ da mặt cho các chị nhé. Các chị sẽ thoa từ dưới lên như thế này. Ừ. Sẽ thoa theo chiều từ dưới lên như thế này. Đó thì chưa nào. Bây giờ em sẽ mở cái hũ kem đêm cho các chị thấy này. Đấy, cái hũ kem đêm của bộ 6 thì nó không sậm như cái bộ màu xanh, nó hơi nhạt hơn một xíu nhưng mà nó rất là dẻo, sánh mịn, các chị thấy chưa? Mịn nhé. Các chị thoa vào mặt, thoa đến đâu nó sẽ thấm lên đấy, nó không hề vón cục, không hề lộ vân kem đâu nhé. Không hề lộ vân kem đâu. Đó mới là chất kem chuẩn đấy ạ. Em cho các chị xem cái kem chống nhăn luôn nhé. Cái kem chống nhăn này nó có cái nút ở bên ngoài này các chị này. Các chị mỗi tối các chị thoa, các chị chỉ cần xịt một lượng rất là nhỏ. Các chị thấy chưa? Cái kem chống nhăn này rất là đậm đặc. Em chấm lên tay của em một giọt, dốc xuống không hề chảy, các chị thấy không? Ừ, dốc xuống không chảy đâu nhé. Nó bám ở trên tay mình như thế này này. Nó đậm đặc, nó đậm đặc cực kỳ luôn. Em cũng test thử cho các chị thấy nhé. Thôi test lên tay đi. Em đã xài bộ màu hồng kia. Đây này. Đến đâu là nó thấm đến đấy, ngay nó tan nó thấm đến đấy, nó sẽ giúp cho các chị là dưỡng da, chống nhăn tuyệt vời luôn. Đó là bộ Kazuko 6. Kazuko 6 sản phẩm màu trắng nhé. Cuối cùng là cái bộ Kazuko màu vàng đây. Bộ Kazuko màu vàng là bộ Kazuko cải tiến hơn rất nhiều so với cái bộ 6 trắng và cái bộ 5 xanh. Bên ngoài nó cũng có cái màng kích đấy các anh chị nhé. Đấy, những cái bộ nguyên là em xếp ở đây này. Những bộ nguyên là em xếp ở bên đây, giờ em không có tiện lấy rồi vì nó rất là mất công. Đây là em bóc phía bên ngoài rồi. Bộ Kazuko vàng cũng gồm 5 sản phẩm như thế này: sữa rửa mặt, kem chống nắng, serum, kem ngày và kem đêm. Đó. Bộ Kazuko vàng này nó cải tiến hơn rất nhiều so với bộ 6 trắng ở cái chất kem cũng như là cái tiếp kem chống nắng này, nó cũng được thiết kế dưới dạng lỏng này. Các chị xài rất là dễ, chỉ cần chấm lên 4 điểm trên mặt mình cái là thoa cái là nó tan, nó đều luôn, không hề lộ vân kem và giúp cho các chị là chống được tia tử ngoại này, tia UVA, UVB này, bảo vệ cái làn da của chúng ta và đồng thời là các chị trang điểm nhẹ nhàng, giúp các chị trang điểm nhẹ nhàng khi đi làm việc ở văn phòng. Rất là tuyệt vời nhé. Đây em cũng mở cái hộp kem đêm cho các anh chị, cho các chị em chúng ta thấy nhé. Cái hộp kem đêm này các chị thấy nhé, mỗi hộp như thế này nó đều có một cái hạn sử dụng ở dưới này, các bộ kia cũng vậy nhé. Em mà giới thiệu từng cái thì nó sẽ mất thời gian quá đi, chủ yếu là em sẽ cho các anh chị thấy cái chất kem đêm đầy, rất là đầy màu vàng, vàng mơ, vàng nhẹ, rất là mịn nhé, mịn cực kỳ, các chị nhìn bằng mắt thường là nó mịn cực kỳ, mịn luôn mà nó thơm, mùi thơm rất là dễ chịu, mùi thơm thoang thoảng rất là dễ chịu luôn, rất là dễ chịu nhé.
Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều dòng sản phẩm làm nhái, mẫu mã bao bì thì giống cái hàng chuẩn chính hãng. Phải nói là họ nhái một cách rất là tinh vi, giống đến đến 99%. Nên các chị em mua hàng là các chị em nếu không có kinh nghiệm là rất là khó phân biệt. Đó, bởi vậy các chị em khi mua hàng các chị em nên chọn cho mình một cái shop uy tín để mua hàng, tránh tiền mất tật mang. Bên shop em cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng 100% cho tất cả các bạn, các anh chị sử dụng, và cam kết không bán hàng giả, hàng nhái, không bán hàng kém chất lượng. Nếu các anh chị mà phát hiện thấy hàng giả, hàng nhái, các anh chị có quyền kiện em, và em sẽ bồi thường cho các anh chị gấp 10 lần, thậm chí là 100 lần luôn nhé các anh chị nhé. Khi các anh chị nhận hàng, các anh chị sẽ được xem hàng trước khi nhận, sẽ được mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận. Đó, các anh chị có quyền là lấy điện thoại lên các anh chị test thử cái sản phẩm này nó như thế nào. Đó, sau đó là các anh chị nhận hàng tại nhà và thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Shop em rất là thoải mái trong các cái vấn đề đấy, nên các anh chị cứ yên tâm. Các anh chị có nhu cầu mua hàng thì xin vui lòng là liên hệ với shop em qua số Zalo, hai số Zalo mà em để ở phía dưới video nhé. Chào tạm biệt tất cả các anh chị nhé.